Là trật vào đây, xong rồi chị nhé.
quá ngon. Nhãn này ai chẳng muốn ăn, già ăn thì trẻ lại, gái ăn đắt chồng. Ra qua cổng trận này nếu không mua nhãn thì về chồng mắng cho. Ra thì sáng giờ bán được nhiều chưa? Mấy chục con rồi ạ. Ờ, ít rồi. Lô. Lấy 30 ngàn rồi. Bán nghe anh ơi. Đẹp đấy, trong cho bên này nó xấu rồi trời. Cháu chỉ đi bán thuê thôi. Cháu bán thuê cho bố mẹ phải không? Thuê cho họ à?
trời, phải nên ta để cho họ chứ ra mà lừa bỏ lên trên là tội này. Sáng cứ lấy sáng nhỏ cứ đẩy lên đấy. Sáng to mà. Bữa nay hôm qua luôn, nay đi chợ sớm là bão luôn rồi đó. Thank you.
phải không? Diễn. Được chưa?
Thank you.
Mai khỏi thì không ăn.
nhiều mà. Mình lại thích ăn cái này. Những cái đồ này là thích ăn. Đây rồi chị. Cái thứ nhất là cho không sợ gì lượng phải sợ á. Cho đứng cái thứ nhất cho đứng cái chịu đứng nè. Thank you.
ngoan thở con sửa ngoan chút nào đây là cái năm phát khánh thôi cái đấy đấy nhà ngoan khoan nhà cái đồ ngọt thế không mua mẹ bộ này Thank you.
Thank you.